Rồi. Phần dự thi của đội số 12 xin phép được bắt đầu. À, đội số 12, chúng tôi kính chúc ban giám khảo và quý đồng nghiệp một lời chúc tốt đẹp nhất. Đội tôi thì gồm có 5 thành viên, đây là Ngọc Tâm, khoa xét nghiệm sinh hóa, đây là Gia Hân cũng khoa sinh hóa, đây là Cố Sôi, khoa huyết học, Bình Dương khoa sinh hóa, đây là Ngọc Nữ của khoa huyết học. Là chuyên khoa được ví như những chiến sĩ thầm lặng, chúng tôi hoạt động với phương châm đảm bảo chất lượng xét nghiệm, thực hiện xét nghiệm nhanh chóng từ khâu tiếp nhận, vận hành, phân tích bệnh phẩm đến thu trả kết quả. Khoa sinh hóa, vi sinh, miễn dịch sinh học phân tử và khoa huyết học truyền máu luôn không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng chuyên môn cùng với trang thiết bị hiện đại đảm bảo kết quả xét nghiệm ngày một chính xác và nhanh chóng. Khoa xét nghiệm với chức năng nhiệm vụ như vì giao tiếp ứng xử, tập thể khoa xét nghiệm luôn học tập lòng theo 12 điều y đức, chấp hành tốt các quy tắc ứng xử giao tiếp tốt như chỉ thị 11 của ban thường vụ tỉnh ủy, thông tư 07 của Bộ Y tế về quy tắc ứng xử cán bộ công chức viên chức, vì chuyên môn tổ chức công tác lấy mẫu tiếp nhận bệnh phẩm, thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm huyết học, hóa sinh, vi sinh, miễn dịch, góp phần hỗ trợ trong theo dõi chẩn đoán điều trị bệnh, cung cấp các chế phẩm máu, đảm bảo công tác đảm bảo chất lượng xét nghiệm theo quy định, thực hiện triển khai các kỹ thuật xét nghiệm mới, nghiên cứu mở đào tạo mở rộng quy mô và mới hoạt động kỹ thuật theo định hướng phát triển bệnh viện hạng 1. Tập thể 23 xét nghiệm mà luôn phấn đấu học tập và phát triển chuyên môn, nhưng tiếp tục thực hiện các công tác chuyên môn đảm bảo tính chính xác, tin cậy kịp thời, phấn đấu cải thiện và từng bước nâng cao chất lượng xét nghiệm nhằm một cung cấp cho người bệnh dịch vụ xét nghiệm tốt nhất, vì mục tiêu chung của bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long chào chào sức khỏe nhà. Bên cạnh việc thực hiện tốt chuyên môn thì khoa cũng thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền tập huấn về giao tiếp ứng xử, tham gia đầy đủ các buổi giao tiếp ứng xử do bệnh viện tổ chức. Trước khi kết thúc phần thi thì đội của em có một vài câu thơ ngẫu hứng muốn gửi đến mọi người. Hôm nay nắng ấm sương sương, trời trong gió mát sáng ngời hội thi. Em đây xét nghiệm xin chào, cười tươi đáp nhẹ trả lời bệnh nhân. Mong cho sức khỏe dồi dào, chăm lo phục vụ góp phần vững tin. Dạ, phần thi của đội chúng em hết ạ. Cảm ơn phần nhận xét của ban giám khảo và sự lắng nghe của quý đồng nghiệp ạ. Cảm ơn đội số 12.